tô các bác nhá. Chiếc xe 7 chỗ đây ạ, và 12 triệu ạ. 12 triệu chiếc xe này thì các có ai tin được không ạ? Và không ai tin được đâu, đúng chưa ạ? Một chiếc xe 7 chỗ đẹp như này thì không có 12 triệu đâu, mà nó là 12 triệu một ghế anh em nhá. 12 triệu một ghế, anh em nào ưng chiếc xe này đấy, alo cho Xuân Hùng. Xuân Hùng sẽ bán cho các bác giá rẻ luôn, phiên bản số sàn. Và xe thì sạch sẽ gọn gàng, màn hình cam mùi đủ hết, nội ngoại thất đẹp. Đây bác nhá, nội ngoại thất đẹp đây, máy móc ngon, la răng đúc, đăng kiểm dài. Xe tư nhân chính chủ, các bác muốn rút hồ sơ, các bác muốn rút hồ sơ sang tên chính chủ được hết ạ. Đấy, bao xe đẹp, xe chất cho các bác nhá, chạy toàn quốc luôn. Chạy toàn quốc luôn, bác nào ưng chiếc này alo cho em, em sẽ ship xe toàn quốc cho các bác. Đời 2008, 12 triệu một ghế. 12 triệu một ghế nhá. Ok chưa? Đấy. Một chiếc xe đẹp như thế này. Đấy, các bác chỉ cần alo cho em thôi là các bác đã có một chiếc xe đẹp rồi. Đấy, giá có thể thương lượng thêm anh em ạ, thoải mái luôn, màn hình căng nồi Android đầy đủ hết rồi. Được chưa? Sạch sẽ đẹp đẽ gọn gàng như thế này mà không đi thì đi con nào? Được chưa? Không đi thì đi con nào ạ? 2008. Ok các bác nhá. Vâng ạ, xin cảm ơn ạ.